Tử vi tuổi Tuất tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, luận giải về vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dị với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi bằng cách lập đa số tử vi với thiên bàn, địa bàn và các cung sao căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Tử vi giúp chúng ta có những dự đoán được vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc hay thậm chí là những tai ương của bản mệnh. Từ đó đưa ra những biện pháp hóa giải để thay đổi, giúp mọi người được thành công và hạnh phúc. Và trong tiếp chuỗi video luận giải tử vi của gia chủ từng tuổi, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng luận giải các hung nạp vận của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Đồng thời cùng nghe những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu xem những gia chủ tuổi Tuất cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới. Làm sao để giúp gia chủ phát huy hết năng lực của bản thân, thăng tiến con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn. Quý vị hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tuất. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu nhưng gia chủ sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 1, từ ngày 13 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 và mệnh chủ Giáp Tuất sinh năm 1994. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 1, từ ngày 25 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 và Canh Tuất sinh năm 1970. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 1, từ ngày 9 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 và Canh Tuất sinh năm 1970. Đây là những ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 13 tháng 1, tức ngày 24 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 25 tháng 1, tức ngày 8 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình. Tổng quan tử vi tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 1 âm lịch, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục được ý chí của con giáp tuổi Tuất khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực.
hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Sự nghiệp của người tuổi Tuất có những bước tiến triển vượt bậc. Thời điểm này, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước. Với sự thông minh và tài hoa của mình, bạn có thể bình tĩnh, khắc phục khó khăn, thậm chí mở ra hướng đi mới giúp giải quyết công việc nhanh chóng, khiến mọi người đều thán phục. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì tuổi Tuất cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của bản mệnh trong tháng 1 âm lịch đạt ở mức bình ổn dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh. Hơn nữa, tam hợp thúc đẩy khiến mọi việc đều tiến triển nhanh chóng, giúp bản mệnh gặt hái được thành quả dù không phải cố gắng quá nhiều. Mặt tốt là bạn đạt được những thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật. Nhờ đó mà tài lộc có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Nhưng gia chủ tuổi Tuất trong tháng này về vấn đề tài lộc ở mức bình thường, không quá đột phá, khuyên gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình duyên. Sự đoán về tình duyên của tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch cho thấy đây là một tháng có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một tháng ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian để chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Khi tam hợp xuất hiện cũng là cơ hội tốt để người tuổi Tuất đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu, ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu, họp nhóm để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hành thông, rộng mở. Quý gia chủ tuổi Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân ham hại, kích hoạt tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch này sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng, nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bạn cần có một tinh thần lạc quan, lối sống và suy nghĩ mở rộng hơn mới có thể giúp bạn vui vẻ và yêu đời. Để giúp các gia chủ yên tâm, khỏe mạnh, các gia chủ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Bước sang tháng 1 âm lịch, gia chủ Mậu Tuất có vận trình không quá tốt. Ở tuổi này, điều mà gia chủ cần quan tâm nhất là sức khỏe, mọi công việc nên gạt sang một bên. Trong tháng này, bạn sẽ có tin vui, có thể có tiệc hỉ của con cháu. Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bạn bè, đồng lứa, năng tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Tuất cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân ham hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ hai, Canh Tuất, sinh năm 1970. Bước sang tháng 1 âm lịch, người sinh năm Canh Tuất gặp nhiều may mắn, chỉ cần cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ thu được kết quả đáng mừng. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh. Có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn vẫn cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Vậy nên người tuổi Canh Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Trong tháng 1 âm lịch, vận thế của người tuổi Nhâm Tuất không mấy tốt đẹp, sẽ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với mọi người. Hơn nữa, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của tuổi Tuất. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết,
bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe những ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể đón nhận được nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, nhưng gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ có tác dụng kích hoạt con đường công danh và tài lộc hiệu quả. Thứ tư, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Vận thế của những người tuổi Giáp Tuất có bước phát triển tích cực trong tháng 1 âm lịch, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng, ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên sẽ đem những cảm xúc tiêu cực chút lên một nửa của mình. Để chuyện tình duyên được thuận lợi, hài hòa, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khoai vận đã được khai quang chỉ chú để đem lại may mắn. Quý vị thân mến, trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Tuất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!